Nóng, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6 giờ sáng mùng 6 tháng 9. Chiều 20 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký công điện số 19 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố. Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ ngày mùng 6 tháng 9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Nội dung công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu: Đây là thời điểm then chốt quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống dịch. Đề nghị mỗi người dân thủ đô là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, thôn xóm là một pháo đài chống dịch. Chỉ một hành động chủ quan lơ là mất cảnh giác trong lúc này sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố, có thể phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, an ninh trật tự của thành phố và sinh kế, sức khỏe của người dân. Đề nghị mọi người dân chấp hành nghiêm và tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch của thành phố. Khi lượng người ra đường vẫn đông, nhiều trường hợp đã bị xử lý vi phạm, liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng tại các khu vực có mật độ dân cư đông, địa bàn phức tạp, ngõ ngách đan xen với cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ thiết yếu đang hoạt động tại khu vực. Qua công tác xét nghiệm diện rộng, thành phố Bắc Đầu đã xác định được một số địa bàn và đối tượng nguy cơ rất cao, vùng đỏ và nhóm đỏ, tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lớn, có thể hình thành những ổ dịch phức tạp và khó kiểm soát. Bên cạnh đó, tại các tỉnh phía Nam, dịch bệnh đang lây lan mạnh và sâu trong cộng đồng. Một số tỉnh giáp danh như Bắc Ninh, Bắc Giang dịch đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại một số địa bàn. Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh nói về lý do thành phố tiếp tục thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Trước đó, ban Thường vụ thành ủy đã nhất trí chủ trương tiếp tục thực hiện giãn cách toàn thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh cho hay, trong thời gian giãn cách tới, chủ động tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, nhất là xử lý các thông tin truyền thông liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thành phố Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá hai người ngoại phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website tờ khai y vn hoặc ứng dụng NCOV Blue Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng ho sốt, khó thở hay mất vị giác. Trường hợp người dân khi di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch hay phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của thành phố.